Cay quá chị Bơ ơi. Hả? Lại thế nào? Ôi giời ơi, hôm trước chị em mình chơi con game Plants and Zombies phiên bản nâng cấp, hai con game lận mà có bạn vẫn chê là con game này không phải phiên bản nâng cấp. Không hay. Nhưng mà chị đấy, đấy là phiên bản gọi là VIP nhất rồi. VIP nhất, đúng là VIP nhất luôn. Em cay thật sự luôn. Nhiều khi em không muốn nói các bạn đâu nhá. Chơi con game hay như thế. Khi em cay em làm được gì? Em cay thì em lên luôn cho các bạn một con game nữa, cũng là phiên bản nâng cấp của Plants and Zombies, nhưng mà lần này có thêm cả zombie toilet chị ạ. Ui, có cả, chắc là có cả Skibidi ấy nhỉ? Đúng rồi, Skibidi toilet đó thì là zombie toilet. Thế thì nó lại là VIP rồi. Đúng, VIP bro luôn. Rồi để xem lần này các bạn có dám chơi được nữa không nha. Và trước khi đi chúng ta nên làm gì đã chị Bơ? Trước khi đi thì các bạn nhớ bấm like video, nhớ đăng ký kênh và nhớ xem quảng cáo cho chúng mình nha. Và bây giờ lên đường thôi. Rồi đây này chị Bơ ơi, đây chính là con game Toilet Zombie chị ạ. À, chị nhìn thấy nó đã xịn sò con bò chưa? Chưa nhìn thấy bao giờ. Chưa nhìn thấy bao giờ đúng không? Đấy, đội quân của mình bao gồm có một bạn Skibidi Toilet Zombie và một bạn cameraman hoa quả. Đấy, bây giờ em sẽ nhận thêm free được một bạn cameraman hoa quả nữa. Nhận luôn. Lụm lúa. Rồi, bây giờ bên địch chúng ta đang có một bạn Skibidi Zombie và một bạn cameraman hoa quả. Thế là yếu hơn mình rồi, mình có tận hai bạn cơ. Đúng, đúng. Mình ở phía dưới còn địch ở phía trên đúng không? Đúng rồi, không như thế em còn nâng cấp hai cái bạn cameraman này lên xem được cái gì đây. Được ngay một anh TV hoa quả chị, anh em ạ. Được ngay TV hoa quả, bắt đầu cuộc chiến thôi. Đấy, 2 chọi 2 nhá. Rất là cân tài cân sức. Em sắp chết rồi. Ui giời ơi. Bắn cho hai cái lửa tung luôn. Rồi, ghê chưa? Ghê chưa? Hẹo rồi. Bắn cho hai cái lửa bánh xác luôn đấy, victory luôn, chiến thắng. Và chúng ta lụm được 210 xu. Rồi, lụm lúa 210 xu luôn đấy chị Bơ. Bây giờ chúng ta được nhận free thêm được một con zombie Skibidi chị ạ. Lụm luôn. Lụm đúa. Bà, hai con này nâng cấp đây không biết thành con gì nhở? Thử xem. Đây hình như không phải là toilet chị ạ. Đây là zombie công trình rồi. Zombie công trình. Nhưng mà đây là kiểu thùng rác ạ, không phải cái toilet nữa rồi. Đây là thùng rác, zombie thùng rác. Dự luôn chứ. Rồi, và đội quân của nó, ui có tận 3 người lận chị ạ. Em có 2 kìa. 2 người của em, nhưng mà đội quân của em nó hùng mạnh hơn, nó khỏe hơn. Chị nhìn đây này. Thử xem. Đấy, bắn nó mấy phát là tan tác luôn. Ôi. Cái con Skibidi này là cái con phòng thủ chị ơi. Bên phòng thủ. Đấy, nó lại hộ mạnh cho em. Và cái con TV này con chiến đấu. Thắng ngay. Rồi, lụm ngay cho mình 360 xu chị ạ. Để xem nào. Lần này chúng ta cần phải mua hai con với giá là 126 xu lận cơ. Được rồi, mình em sẽ... Mình có tiền mà. Mình là người có tiền, mình sẽ vung tiền. Đấy, em nghĩ mình sẽ kết hợp thêm hai bạn này lên. Ôi giời ơi. Đây là cái gì chị Bơ? Cameraman dứa. Cameraman dứa cầm cái giáo. Nhìn cũng VIP chứ, tận lực chiến lận lên tận 19 lận và HP là 39. Ai chả được của nó đấy. Cũng ghê gớm đấy chứ, bắt đầu cuộc chiến thôi. Cho tấn công đi em ơi. Bên kia 4 người. Bên mình. Không sợ, em không sợ. 4 người thì 4 người chứ làm sao. Em ơi, cẩn thận em ơi. Không sao, cái giáo của em này. Ôi, bạn chị nhìn xem này. Cái cái con dứa này nó phi cực kỳ hay luôn đấy chứ. Ảo thật sự luôn. Rồi, lụm được 600 xu sau trận chiến này chị ạ. Rồi, ok, 600 xu là em nghĩ là mình bày binh bố trận được khá là nhiều đấy. À, mình được cái gì đấy? Có nhận thêm phần quà free chị ơi. Ngày đầu. Ngày đầu tiên mình lụm được 1000 xu. Nhận luôn. Và đến ngày thứ 7 đây này, mình lụm được một anh ninja. Một anh ninja. Cái gì đây? Spider-Man. Thế thì cho em ở đây 7 ngày. Rồi, cho các bạn trải nghiệm xem con game này có đủ hay để cho các bạn chơi không nha. Ok, lụm 1000 xu. Và bây giờ nâng cấp hết đội hình mình lên. Rồi. Em nhiều tiền lắm. Thiếu gì tiền đâu hả chị Bơ? Nắm bạn zombie quá, ghép lại. Đúng vậy, đúng vậy. Ghép lại. Xem này, hai con này mình kết hợp được cái gì đây? Ra một bạn. Ui, ra một anh cảnh sát răng bị sún chị ơi. Cảnh sát zombie răng sún. Rồi, để xem nào. Ui, anh cảnh sát này có lực chiến hình như cao cao đấy. Em chưa kịp xem thì nó đã bị tắt rồi. Ok, vào luôn. Tênh 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 tênh. 5 con này nha, em bắn cho tan tác khói luôn chị ạ. Em ơi, nó đang tấn công nhà em rồi. Này, một bắn này. Cái con giáo của em bắn cực khỏe luôn. Bắn bọn kiểu có một bắn này là chết rồi. Bạn rúa đấy ở nhà phòng thủ đúng rồi. Không, bạn này tấn công mà. Tấn công à? Đúng rồi, anh cảnh sát mấy anh phòng thủ. Quế. Rồi, để xem là lần này mình sẽ nâng cấp được con gì VIP hơn không. Ôi xài, đánh giá game. Mình tí đánh giá sao. Ua, quả này là có boss rồi nha chị ơi. Bây giờ làm nào, bây giờ em phải mua thêm nhân vật đấy. Đúng rồi, mua thêm chiến binh. Em nghĩ là bây giờ mình đang thừa một con Skibidi kia. Một con zombie. Đấy, hai con lên. Nhưng mà bên họ lực chiến cũng khỏe nha. Lực chiến cũng khỏe nha. Bắt đầu cuộc chiến thôi chứ làm thế nào. Để xem bên nào khỏe hơn bên nào. Rồi, bên em chiến binh
chiến viên chiến binh cánh sau của em nhá, bắn cực mạnh luôn. Ôi giời ơi, lụm lúa ngay cuộc chiến này đi chứ. Thật sự luôn. Quá gà, 1080 xu sau khi chiến đấu thắng boss. Rồi lụm lúa để xem nào, nâng cấp thêm được chiến binh gì nữa không. Ai giời ơi, bây giờ chiến binh của mình đắt quá, tận 700 xu một con. Ảo thật đấy. Rồi em vẫn sẽ mua thêm. Bên kia có hai bạn Skivd cảnh sát kìa. À nhưng mà nó chỉ có 3 người thôi. Bây giờ đội hình của mình có 2, 4, 6 người là 6 à? 6 đánh 3, thủ đánh chăm chết là... Trời ơi, gấp đôi đội hình cái gì mà bên đấy chả thua. Quá chuẩn luôn. Đánh con bên em không con nào mất máu nhiều cơ. Chết rồi, nó đánh chết một con bên em rồi. Nó đánh chết một con. Ôi đánh chết một con chiến binh bên em rồi. Mình vẫn thành thắng cuộc. Lụm được 1819 xu. Rồi, đây em sẽ nâng cấp chiến binh của em lên mạnh mẽ hơn này chị Bơ này. Đồng. Đây, 900 xu một con. Mình chỉ mua được mỗi lần hai con bọ. Thế này có phèn quá không chị nhỉ? Bên kia có 2, 4, 4 bạn kìa. 4 bạn à, 4 bạn nhìn em nâng cấp đội hình lên đây này. Ôi giời. Nữ y tá. Zombie nữ y tá, bạn này nhìn nhìn cứ ớt ơ kiểu gì, đầu cứ lắc cái này này. Nhưng mà không sao, HP của nó lên tận 213 lận chị ơi. Lực chiến lên tận 32, cũng khỏe đấy. Rồi, em sẽ nâng cấp thêm để xem con dứa này lên được cái gì chị ơi. Con dứa này lên được cái gì? Ôi giời. Cowboy miền Tây, cowboy miền Tây. Trời ơi, cầm hai khẩu súng Alaconda bang 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 bang. Chị kia chắc súng không có đạn đâu. Đừng có nổ, chị nhìn đây này. Cho vào chiến đấu. Cho vào cuộc chiến cho chị xem, mặc dù bên em có hai con rồi đấy. Bắn không? Bắn không? Vừa bắn vừa quay súng rồi. Prang prang prang. Nghệ cả cú luôn. Nghệ cả cú luôn đi chứ. Chị chưa. Chị chả biết là chị bên phe nào, chị cứ chê đội hình của mình. Rồi lụm được 1845 xu lận chị ơi. Và em nghĩ cần nâng cấp thêm hai con nữa. Ui nhưng mà đội hình mình vẫn đang lưu tiêu. Bên kia cũng có cái con cảnh sát rồi. À con nữ y tá. Bây giờ làm nào? Ui đội hình nó bắt đầu vip vip ở nhà. Đội mình em phải bày binh bố trận mới được. Bày binh bố trận Alaconda phải lên đây luôn. Cho lên bắn nhau luôn. Cho lên bắn càng gần gần, bắn càng nhanh chị ạ. Đúng, hợp lý. Ok, vào cuộc chiến. Hỏng rồi, bên kia có hai bạn cameraman kìa. Ê, nhưng mà yếu hơn mình chị ơi. Anh cameraman cao bổi của mình bắn cực kỳ ngầu luôn. Thấy chưa, bắn một phát trên một bạn. Được rồi. Quá vip. Rồi, em nghĩ là bây giờ mình muốn có nhiều tiền không? Có. Xem quảng cáo phát em... quay sổ số nha, ra x5 một phát là mình lụm được tận 15.000 tiền. Đây, có hơn 13.000 xu luôn chị Bơ ơi. Quả này lụm được khá khá con zombie đây này. Nhiều tiền quá, lụm hết. Em có bao nhiêu tiền em lụm sạch xanh xanh cho chị xem này. Úi xồ ôi, đông như quân nguyên luôn. Hình như không có chỗ trống luôn rồi chị Bơ ạ. Ôi trời ơi, bên kia 2, nhiều 4. Đây, nhiều quá bên kia. Nhiều bằng em không? Đây thì em không hề nâng cấp đội hình nữa. Em mua hết tiền rồi kìa. Hết tiền cũng được, em không hề nâng cấp đội hình. Chỉ nhìn đội hình của em nhá. Bắn đây này. Rồi, trời đông như này cơ mà. Ngon lành cành đào chưa? Trời, đông như quân nguyên vậy. Quá ngon, quá vip. Bắn luôn một lúc là lủng hết đội hình bên họ rồi. Chị muốn quay nữa không? Thôi. Thôi à, ok. Mình đang đầy quân. Rồi, lụm cho mình 2.797 xu lận. Đồng quá, em cần mua thêm một con này nữa đi. Và bây giờ mình mới nâng cấp đây này. Bây giờ mình mới nâng cấp xem lần này nó lên được con gì này. Wow. Ở đây. Vẫn thiếu gì ơi. Vẫn thiếu. Cho mấy bạn ở dưới đây này. Rồi được rồi, nâng cấp mấy bạn ở dưới lên lên. Đấy, xong rồi. Em hãy phân bổ đội hình nhìn cho ngầu lòi nhất. Đây rồi. Đội hình này, đội hình zigzag này chị này. Đẹp chưa? Bên họ có 5, bên mình có 6 mà bên mình chiến binh khỏe hơn, chắc chắn thắng rồi. Thật không? Chứ người già chị còn hỏi thật không, em nhìn đội hình là em biết. Thấy chưa? Kia lục phả mình kìa, ôi trời ơi, hỏng rồi. Hỏng cái gì mà hỏng, bên mình còn chưa thất thoát được một em chiến binh nào luôn. Wow. À, em nghĩ là đội hình của mình nó đủ khỏe. Ôi sao màn mới rồi. Màn thứ 11 và bây giờ chúng nó có một con thùng rác cầm khiên luôn chị ạ, con zombie cầm khiên. Ôi giời ơi. À... nó có khiên rồi em bắn nó không chết đâu. Em nghĩ em sẽ nâng cấp mua thêm vài con nữa. Mua thêm hai con Skibid này nữa lên. À hai con cameraman lên. Đây. Bây giờ nhá, xem thử anh cao bồi nó sẽ lên được cái gì đây này. Ôi giời ơi. Một anh Spider-Man bằng vàng. Lực chiến lên tận 94 lận. Nào, chị nhìn đây này, nhìn cái anh Spider-Man của em thể hiện đây này. Cho đi đi. Ôi giời, ủa con kia giáp căng nha. Trời lúc ơi. Lúc chiến lộ căng nha. Nó đánh cho 3 phát, mình hẹo luôn anh cảnh sát. Trời rồi. Trời ơi, rơi mũ rồi. Ui, nhưng mà em đánh cho nó bay lủng cái mũ luôn đi chứ. Tưởng như thế nào.
Rồi, ok, vào tiếp tục cuộc chiến đây này. Bây giờ nha. Ôi giời, chiến binh nó cứ à đuổi kiểu gì ấy nhỉ? Lần này bên kia có hai bạn zombie cảnh sát kìa. Em, chị nhìn đây này, chị nhìn nhá. Hai bạn zombie cảnh sát đúng không? Mình cũng có. Uầy, mình có một bạn cầm khiên. Trời ơi, tưởng cái gì chứ. Chị đấy. Em lần cấp một phát lên luôn, lung linh là lên luôn chị mơ. Trời ơi, bây giờ chấp bạn đấy đi trước đi, hay mình đi trước? Cho bạn ấy, mình có hai con thôi, mình có hai con thôi. Đây này, chị nhìn cái cuộc chiến này bắt đầu đây này. Rồi, lên cho em. Hiền nó cứ phải chống đỡ đạn một cách liên hoàn cước luôn. Đạn họ bắn liên tục nhưng mà em chả sợ. Trời ơi, em mất một bạn cảnh sát rồi. Đâu? Ui, rồi. Làm gì em có mỗi hai bạn thôi mà. Bạn cảnh sát là bạn bên kia. À thế à? Mà chị bơ bị cả lấy các bạn ạ. Lượn cho em lên luôn cuộc chiến tiếp theo đi. Em thấy đội hình của em nó VIP lắm rồi, VIP pro lắm rồi. Nên em không thèm nâng cấp đội hình nó luôn. Không thèm nâng cấp. Bao giờ cho bạn đấy nha. Đánh bại được em thì em mới nâng cấp. Bạn bị kinh rồi. Nào, em chấp luôn. Nhìn đấy. Em chỉ cần đứng, em ngồi em nhìn xem những chiến binh này rơi cả mũi y tá các kiểu. Trời ơi. Ơi, bắn ra một phát là hẹo một con. Bên kia để còn đánh nhau mà. Em thề luôn là đội hình mình nó khỏe ra màn con ngàn luôn rồi. Nhưng mà hình như em ơi, boss nó chưa ra đâu. Em chống mắt lên để xem con boss nó ngoại hình như là em đánh cho nó tan tác khói rồi chị bơ. Rồi, cuộc chiến này em lại tiếp tục chiến đấu tiếp. Mình gọi là tích tiền cái đã. Tích tiền thì mình mua một thẻ nâng cấp thì nó thích mặt chị ạ. Rồi. Mấy con này liều tiểu quá. Đây rồi. Màn boss chị ơi. Màn boss. Boss ra rồi. Hỏng rồi. Em nghĩ là em mình em cần rồi. Em cần xem quảng cáo. Em lỗ x5 tiền để em mua thêm đội hình. Rồi chị nhìn thấy bao nhiêu xu đây. 21.000 xu lận. Ui rồi. Và bây giờ em đang có 32.850 xu chị ơi. Ôi giời. Nhiều chưa? Tiền. Phát chứ đùa. Nhiều chưa? Nhưng mà boss ta rồi chưa? Boss ta chưa? Chưa thấy đâu em ơi. Chưa thấy đâu thì em nâng cấp cái đội hình của em lên cái đã. Cứ từ từ nhá, bạn bên đấy cứ từ từ. Bên đấy đại tế bên này đang chuẩn bị quân. Nó đang bảo bên em gà đấy. Cái gì? Thằng nào dám nổ bên em gà? Ôi trời ơi, các bạn kia đấy, nó cái thằng nó quay xuống bây giờ. Nhìn thấy chưa? Đấy, nó đang tập luyện rồi. À, được quá nhờ, khá quá nhờ. Khá đấy, để em xem nó khá được bao lâu. Nâng cấp chưa? Thừa sức nâng cấp lên luôn, bắt đầu cuộc chiến đây này. Để em xem nó khá được bao lâu này. Trời ơi, ôi trời ơi. Ui, mỗi con có viên, hai viên là đi. Hỏng rồi, sách nhà đấy tấn công. Yếu thế. Hết rồi. Yếu thế. Chưa thấy boss đâu. Tưởng quay súng như nào, quay cho em bắn nó gãy súng mình thôi. Amazing, good job em. Đấy, em mong chờ con boss nó ra quá mà nó yếu màn 16 rồi. Em nghĩ màn 20 nó mới ra boss chị ạ. Nên là cuộc chiến này em sẽ cứ thò lò chiến thôi. Đấy, mình có cả nâng cấp đội hình mình lên bắn nhanh này. Ui xồi, rực lửa nhá. Trời ơi. Rực lửa bùng cháy, bắn nó liên hoàn cước. Hỏng rồi, hẹo chưa? Hẹo. Bên đó hẹo chị ạ, bên đó hẹo. Đấy, mình lại lụm tiền thôi. Cuộc chiến này em nghĩ là cứ cho nó chiến đấu luôn đi. Bao giờ thua thì em mới nâng cấp đội hình. Lần này kiên định luôn, thua là nâng cấp đội hình. Nhưng mà đội hình em thề không thua được. Nó mạnh quá rồi. Thấy gì chưa? Nó mạnh lắm luôn thì bắn con lúc là tan tác luôn đội hình nó rồi. Ảo thật sự luôn. Chị thấy phe mình không? Phe mình nó phải mạnh như thế chứ. Em bày binh bố trận phải đẳng cấp như bên thế chứ. Bên kia có tận 3 bạn lũy tá cả. Lũy tá chứ, em chấp 3 bạn ấy luôn. Em vào cuộc chiến này luôn. Còn cho chị xem đây này. Hình như là đây này, em còn nâng cấp bắn siêu nhanh. Bắn siêu nhanh luôn. Nào. Học rồi. Ui, mấy con phòng thủ của mình mà bị nó bắn gần lủng là cũng căng thẳng này nha. Chẳng lên đi sao? Mạnh chưa? Cũng căng thẳng, bên đấy cũng mạnh mạnh này nha. Không được khinh địch. Em vẫn khinh. Nào, để xem đội hình tiếp theo. Cũng căng, bên nó còn 8 con ạ. Hai bạn phi tiêu kìa. Hai bạn quả dứa, em chấp luôn hai bạn quả dứa. Mặc dù mình chỉ có một bạn quả dứa thôi. Hỏng rồi. Nhưng mà Hỏng rồi. Vãi. Ôi giời, nó tấn công với nhà em. Trời ơi. Đội nó vẫn khỏe hơn à. Ủa là sao? Lo thật bốn lưỡi y tá, em có ai đâu. Đồ ngu. Đây. Quả này lên nha em lấy lại vị thế của em này. Em lấy lại vị thế của em cho chị xem này. Nhìn nha, mua sạch xanh xanh, mua lanh tanh bành luôn. Với còn tiền, mua hết. Đấy, không còn một ô trống ở nữa luôn. Mua đến nỗi không còn một ô trống ở nữa là chị hiểu luôn rồi đấy. Bây giờ mình nâng cấp, các bạn này lên. Đúng rồi, chính xác là như vậy đó. Kìa, bốn nữ y tá đứng trước kìa. Bốn nữ y tá bây giờ gặp em nha, em có một nữ y tá. Chưa rồi. Cảm giác đội hình mình vẫn hơi a đuổi tí nhỉ. Đây là những con boss và mình lụm được một con boss rồi thì phải. À chưa. Đây. Bởi em nghĩ em đi tấn công boss cái đã xong em mới quay lại phục thù sau.
chiến đấu với bot ra đây rồi. Bot này nhìn cũng báo cháy luôn đi chứ. Đây rồi. Trời ơi, bot ơi. Bot yếu thế. Bot gì mà yếu thế? Bot này là bot pha kè à? Bot này bot pha kè, bot fake rồi anh em ạ. Thật sự luôn. Rồi em nghĩ là con bot thứ hai đi. Con bot này mình lụm được phần thưởng rồi. Đây. Đó, mình tiếp. Chiến đấu với con bot. Ui, ôi trời ơi. Con bot này mắt nó còn lùng lá lùng lặng luôn đi. Long long điên long trắng nó lòi ra rồi. Đây gọi là zombie bí ngô gì ạ? Xem con bot này thắng được mình được cái gì. 5.000 tiền và một con TV. Được, chiến đấu luôn. Ua. Căng thẳng dữ bầy. Bên kia có hai bạn gọi là cổng khiên rồi. Em thấy rồi, em thấy rồi. Em thấy nó cũng VIP rồi. Thế thì nâng cấp em đi. Phải nâng cấp lên đội hình thêm đã. Rồi để xem nào, cuộc chiến này em sẽ ăn được nó không? Ôi trời ơi, hỏng. Ui, rồi, bot nó sát hẳn nhà em rồi. Bot nó khỏe rồi anh ta. Nó sát hẳn nhà mình rồi. Rồi luôn, nó đập cho mình ngã trên nền đất luôn. Nó còn có ba con. Thua rồi. Em nghĩ em phải xem quảng cáo em lụm tiền đã. Rồi, 19.000 tiền. Em quả là em ăn lại đó cho chị xem này. Em ăn lại đó cho chị xem. Mũi dù này không trả các bạn khinh em ấy. Được. Để xem bạn nào dám khinh em. Rồi. Em cũng sẽ nâng cấp. À, vẫn chưa đủ chị ơi. Hỏng rồi. Đây. Em mua thêm. Mỗi con một ít. Đó, hàng phòng thủ của em nó dày kín rồi. Rồi. Tấn công đi. Chị nhìn nè, quả này chắc chắn em thắng luôn. Chắc chắn là em thắng luôn. Hỏng rồi em ơi, bạn kêu không mất máu ấy. Em xin hứa, em xin thề là ván này em thắng cho chị xem. Ôi, em ơi, nó sang tận nhà em, nó bổ em kìa em ơi. Hỏng rồi. Nó khỏe thế hả anh em ơi. Đồ ăn hại. Ai chỉ bà. Được rồi. Em nghĩ là con boss này nó vẫn khỏe hơn em một chút. Nên em sẽ quay lại chiến đấu với bọn này sau. Chiến đấu với bọn bên này sau. Bây em sẽ phục thù cái bọn này trước đã. Đây, nâng cấp cái bọn này lên. Ok chưa? Đây nha, lần này nha. Để em xem. Ôi, bạn này bạn gì? Nhìn đi. Một bạn gọi là phòng thí nghiệm. Zombie phòng thí nghiệm. Đấy, đang bịt khẩu trang, đang thải ra kiểu bạn này trong cơ thể bạn này nha, có những chất độc cực kỳ ghê sợ. Bạn này giống cái máy hút bụi đúng không? Gì đây? Máu bạn này lên tới 1031 lận cô. Rồi, tiếp tục. Em nghĩ là nâng cấp thêm đi. Đó, ok. Trời, cho tấn công đi em ơi. Quả này em chắc chắn với chị là em thắng. Em xin hứa em thề em đảm bảo luôn. Chết rồi, boss của em gần chết rồi. Đâu? Đâu? Mà đây này, đây mới cái màn 20 này. Màn này bắt đầu mới căng thẳng này chị Bơ này. Ok chưa, 38.000 tiền đấy chị Bơ ơi. Mình đã có 44.000 tiền cơ, nhiều tiền quá. Wow. Em cần em sẽ nâng cấp con skibidi của em lên. À nhầm, con hoa quả của ui em lên. Ui giời, thế em cũng nói nhầm tên đồng đội của mình. Đây, chị nhìn lên này. Wow. Đẹp chưa, một wow. Anh Titan TV. Oh my god. Wow. Nhưng mà Titan TV hoa quả. Đầu mọc lấm thế kia gọi là bị lấm đầu rồi. Ai mà em thấy vẫn thiếu. Em nghĩ là phải cho thêm chị ạ. À. Thêm à? Thêm thứ. Bàn này sắp ra boss rồi đấy. Bàn này ra boss đúng không? Cẩn thận không lại vỡ mồm. Được rồi, sau quả chiến này là nó ra boss đúng không? Nhớ. Lên luôn. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Thấy anh TV của em bắn không? Titan TV Man của em bắn không? Khỏe lắm luôn đi chứ. Khỏe lắm luôn đi chứ. Nó cứ phải gọi là VIP Bro anh em ạ. À. Rồi, chị nhìn em đi báo thù đây chị Bơ này. Đâu? Đây. Ôi giời, báo thù đã. Tấn công. Khoan đã, chưa. Vẫn phải nâng cấp thêm một tí đội hình. Đây, chị chuẩn bị gọi là tinh thần chưa? Tinh thần rồi. Ok nhá, nhìn đây này. Cố lên anh em ơi. Nhìn đây này. Sông lên. Ủa, con phòng thủ của em như thế kia mà nó vẫn đánh tan tác được kìa. Nó xa nhà em rồi. Ôi trời ơi, nhưng mà làm sao ăn được Moon hả anh em? TV Man bây giờ là quá mạnh rồi. Quá mạnh rồi hả? Thế là đội hình của mình gọi là VIP Pro nhất của đất luôn rồi đúng không chị Bơ? Đúng rồi. Nice sir. Rồi, em đã tiêu diệt hết tất cả bọn Skibidi Zombie cộng thêm cả những cái con boss khủng lồ nhất. Đấy, và các bạn nào chơi con game này, nếu mà vượt qua được cái màn như tôi thì hãy comment ngay ở phía bên dưới nha. Và các bạn thấy tôi chơi game hay thì hãy để lại cho tôi xin cái gì chứ bực. Một like, một đăng ký kênh và nhớ xem quảng cáo cho chúng mình nha. Còn bây giờ bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye.